Xin chào quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với sân vận động Anfield để cùng dõi theo cuộc đối đầu giữa Liverpool và West Ham. Salah, Darwin Núñez cùng với Luis Diaz. Trên băng ghế dự bị là Ham sẽ tiếp tục là Antonio. Đây có thể coi là những Darwin Núñez đã lùi về nhưng vẫn đang là cầu thủ West Ham. Đánh đâu! Lại là một pha cứu thua xuất sắc nữa của Alisson Becker. Xâm nhập vòng cấm có thể nói là sở trường của thầy Bas Suchek. Pha cứu thua quá hay. Một pha bóng mà hàng phòng ngự của Liverpool đã chơi rất lập bập. Thomas Suchek, Antonio đầu hơn từ học trò của mình với tình huống vừa rồi. Thật khó hiểu với cái cách phòng ngự bóng bổng của các thủ Liverpool, không hề có lỗi việt vị của Antonio. Chuyển tốt, Luis Diaz. Darwin Núñez đang tăng tốc, không được. Salah, Mohamed Salah. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền cực kỳ quyết đoán và không có gì phải tranh cãi cả. Darwin Núñez đã chủ động không tiếp tục tình huống đó sau khi Salah bị phạm lỗi. Chính Darwin Núñez là người đã lùi về để tạo ra cơ hội và không gian vừa rồi. Cái gót của Darwin Núñez khiến cho Salah 1-0 cho Liverpool. Với bàn thắng này của Salah thì West Ham đã lọt vào danh sách những đội bóng ưa thích của Salah. Cùng với Man United, Salah cũng đã ghi 10 bàn vào lưới của Man United tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Và bàn thắng này cân bằng số bàn thắng của Salah vào lưới của West Ham, cũng giống như Man United 10 bàn thắng của Salah vào lưới khó trong những tình huống hỗ trợ các đồng đội. Bóng lại tới chân của Salah. Salah đang có nhiều khoảng trống. Joe Gomez đã có tình huống ngang ở trong vòng cấm tới từ Darwin Núñez. Theo bám Darwin Núñez là Edson Álvarez. Andrew Robertson, không được. Và này cũng Ward-Prowse đánh đầu rất nguy hiểm, đường chuyền rất hay. Luis Diaz, Szoboszlai, tuyến hai, McAllister. Người ta rất chờ đợi những pha bóng như vừa rồi. Khi còn chơi trong màu áo của Brighton thì McAllister rất thường xuyên tung ra những quả dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Rất hay, Salah, không được. Và Mohamed Salah, Szoboszlai, cơ hội, Salah. Chúng ta đều đã nhìn ra tình huống đó khi mà quả bóng được đẩy vào khu vực trung lộ. Người có một đường truyền có thể coi là xuất sắc là Szoboszlai đến cho vị trí của Diaz. Điểm tiếp Saropoen, Sufan, cơ hội, Suchek, rất nguy hiểm. Đây là pha thoát đi hay của Jarrod Bowen. Tình huống tắt bóng chính xác. Trọng tài Chris Kavanagh thậm chí đã ra hiệu bằng tay là pha bóng này là một tình huống phòng ngự chuẩn xác tới từ McAllister. Một tình huống phòng vẫn là Paqueta. Jarrod Bowen, Antonio rất hợp lý, Sufan, khoảng trống của Bowen, Sufan, Bowen, một đều. Đây là cách mà West Ham chuyển đổi trạng thái của mình. Số lượng cầu thủ tấn công không nhiều nhưng hợp lý. Lần này điểm đến không phải là những người to cao, không phải là Antonio mà là Jarrod Bowen.
Bowen đã nhanh hơn Van Dijk và anh đã có thể coi là đè mặt Virgil Van Dijk trong một pha bóng vô cùng dũng cảm. Bàn thắng thứ tư của Jarrod Bowen ở trong mùa giải năm nay. West Ham đang phòng ngự kín kẽ với một quân số đông. Cơ hội 2-1 cho các cầu Liverpool. Nhưng có vẻ như là Curtis Jones đã rơi vào vị trí biệt vệ. Bóng bổng đầy sáng tạo của Szoboszlai. Chúng ta cùng xem lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà các thủ West Ham bố trí nhân sự dày đặc nơi hàng phòng ngự. Chừng một đeo kịp thời. Lợi thế là phản công cho các thủ Liverpool. Mohamed Salah, David Nunez. Trận đấu đang cho thấy hai đội ngay khi có cơ hội họ đều cố gắng đưa quả bóng thật nhanh tới vòng cấm của đối phương. Một cách chơi trực diện và vừa rồi là một đường truyền quá hay, một đường truyền rất hay. Luis Diaz không được và nó không đủ yếu tố bất ngờ, không hề có lỗi biệt vị của Luis Diaz. Salah và Darwin Núñez đều đang chờ đợi một pha bóng, vẫn chưa thể tìm ra được kẽ hở nơi hàng phòng ngự. Darwin Núñez, một phối mặt của các thủ West Ham đánh thẳng vào khu vực trung lộ, cài người rất hay, không hề có lỗi việt vị của Darwin Núñez. Rất đáng tiếc, bóng đi chệch khung thành. Sẽ lại là một pha bóng thử thách hai phòng ngự của Liverpool. Đánh đâu Jarrod Bowen không phải là cầu thủ có chiều cao lý tưởng nhất trong đội hình của West Ham, nhưng bằng một cách nào đó anh đứng giữa vị trí của Van Dijk và Darwin Núñez. Pha bóng mà Darwin Núñez cùng với Salah không hiểu ý nhau, nhưng sự chủ động vẫn đang thuộc về các cầu thủ áo đỏ. Darwin Núñez, lần này thì Darwin Núñez đã không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng dành cho đội bóng của anh. Đây, Jurgen Klopp gò Mark Allister đá ở vị trí tiền vệ trụ. Anh phải phòng ngự nhiều hơn, nhưng khi có cơ hội, phẩm chất của một số 10 đã được phát huy. Một pha bấm bóng quá hay, bóng trôi qua toàn bộ hàng phòng ngự của West Ham. Ayer ngơ ngác và khi anh quay ra thì Darwin Núñez đã có được lợi thế rồi. Cú chạm bóng của Darwin là gọn gàng, nó không mạnh nhưng hiểm, và như vậy là đủ rồi, không cần phải cầu kỳ, quan trọng là quả bóng đã vào lưới. 2-1 dành cho Liverpool. Một cách tiếp cận vào cấm khác đến từ đội bóng của Liverpool Jurgen Klopp và bất ngờ đã xảy ra. Được gia tăng thành con số 9. Rất nguy hiểm. Hay sẽ chơi răng ngang cùng với Mark Allister. Rất hay. Mohamed Salah, cơ hội. Đường trong khe rất khó chịu. Thêm lần nữa thì những đường truyền của Salah lại đi xuyên qua. Bóng tiếp tục lại đến vị trí của số 11, Salah. Paqueta rất hợp lý. Pablo Fornan khoảng trống. Robertson. Van Dijk. Goal! 3-1 cho các cầu thủ Liverpool. Bàn thắng nữa thôi là anh sẽ trở thành cầu thủ người Bồ Đào Nha thứ hai có 50 bàn thắng tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh sau Cristiano Ronaldo. Đứng đúng điểm rơi, đứng đúng vị trí, đó là điều quan trọng nhất. Cú gẩy chân rất nhanh
của Diogo Jota. 3-1 dành cho Liverpool. Cách biệt được nới rộng. Ngay sau khi có những sự thay đổi người thì đội bóng cũng tích cực. Diogo Jota. Tiếp tục là Jota. Jota. Szoboszlai. Một cột mốc mà như chúng tôi đã nói, để anh sẽ trở thành cầu thủ người Bồ Đào Nha thứ hai trong lịch sử của giải bóng đá ngoại hạng Anh có được 50 bàn. Bóng lập bập, đánh đầu. Gabo. Không có ai có thể tiếp cận được tình huống đánh góp vừa rồi. Và tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Liverpool của huấn luyện viên Jurgen Klopp tiếp tục giành chiến thắng trước West Ham.